Dạ, xin chào cô chú anh chị các bạn. Trong thời gian vừa qua và đã rất nhiều các anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa về đây nhờ đội hiệp sĩ của thành Bình Dương để đưa tin tìm người thân, đặc biệt là tìm vợ, tìm chồng. Đây tiếp tục một cái câu chuyện phải nói là rất đau lòng, rất đáng thương, là một người chồng và một người con hôm nay về đây cầm tấm hình về đây để nhờ các anh em đội hiệp sĩ của thành Bình Dương để đăng tải thông tin này, tìm vợ và tìm mẹ. Câu chuyện như nào, kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin phép xin chào anh trai ha. Dạ. Rồi, anh có thể anh cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết được anh họ tên gì, hiện nay mình đang sinh sống tại đâu anh? Dạ, em Phạm Văn Minh ở tỉnh Đồng Tháp. Từ Đồng Tháp. Dạ, quận Vĩ Lấp Giò. Dạ. Xã Hội An Đông. Ấp An Thạnh. Dạ. Giờ hiện tại giờ em đang ở Bình Dương. Em đang sống ở bên nhà bà vợ ở huyện Bắc Tân Nguyên. Rồi. Hôm nay anh với này, hôm nay anh với con gái đúng không? Dạ. Đây là con gái anh ạ. Dạ, con gái. Con gái ruột luôn ha. Dạ. Rồi con gái anh nhiêu tuổi rồi? Dạ 10 tuổi. 10 tuổi nha. Dạ. Rồi hôm nay anh và con là hai cha con từ quê Đồng Tháp đúng không? Dạ. Dạ, về đây để nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin tìm chồng tìm vợ. Dạ. Và tìm mẹ ha. Dạ. Rồi. Anh năm nay nhiêu tuổi đây anh? Dạ 42. 42 nha. Rồi, anh cho em cũng như cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết được vợ anh họ tên là gì và năm nay nhiêu tuổi? Vợ cho Trần Thị Mai, tuổi Dậu năm nay 43 tuổi. À, Tân Dậu đúng không? Dạ. Trần Thị Mai. Dạ. Vậy là vợ anh hơn anh 1 tuổi. Dạ. À, rồi. Anh có thể cho mọi người biết rõ cái câu chuyện rõ hơn là vợ của anh tại sao bỏ đi không? Em cũng không biết nữa, vì lúc trước bà xã bà có quay TikTok này kia rồi đó, giờ em cũng có ngăn chặn này kia rồi đó, dưới này kia rồi, giờ em cũng có la dày một hai tiếng, rồi tự nhiên em đi mặn rồi ở dưới nhà, giờ bà kêu em đi về dưới quê lấy đồ lên đó, giờ bỏ đi, bỏ đi nửa đêm nửa chừng, bỏ con nhà luôn, có không biết nguyên nhân do là đi đâu. Giờ em mới giờ mới phát hiện được là giờ bỏ đi với tình nhân đó. Giờ anh phát hiện là vợ đi với tình nhân. Dạ. Vợ quen trên mạng xã hội. Dạ, quen trên mạng, trên TikTok á. Dạ, quen cái người đàn ông đó tên là gì anh biết không? Dạ, tên Huỳnh Thanh Sang. Huỳnh Thanh Sang. Dạ. Năm nay người ta nhiêu tuổi đây? Dạ, không biết. Không chỉ biết, biết thấy hình trên TikTok thôi chứ không biết. Con là biết là hình Huỳnh Thanh Sang thôi, còn dạ. Nguyên quán ở đâu anh biết không? Không. Không biết luôn. Dạ. Vợ anh bỏ nhà đi lâu chưa? Dạ, hôm bữa 17 tháng 12 hôm Tết á. 17 tháng 12. Mới đây đúng không? Dạ, mới đây. 17 tháng 12 năm 2023. Dạ, 22. 23, 22. 22. 22 là 1 năm rồi. Dạ. Không, cũng mới có mấy tháng à. Mới có 1 tháng mấy à. 17 tháng 12, 12 mình đó. 12 tháng Chạp. Dạ, 12 tháng Chạp. Giáp Tết đúng dạ, không? Dạ, dạ. Năm 2022, dạ. Đó là tháng Chạp. Dạ. Nó rơi vào cũng tháng 1 rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi. Anh có thể cho mọi người biết cho lý do là vợ của anh ấy là quen trên TikTok ấy, là lâu chưa? Dạ, quen cũng cái người này thì cũng mới quen đây thôi chứ cũng chưa có biết là quen lâu. Vợ anh có thường xuyên quen trên mạng xã hội, quen hoặc là nhắn không, tin, trò chuyện trên Facebook không, trên TikTok không? Ít lắm, tại vì bà không biết chữ bây đồ đó, rồi bây giờ bà mới có xài điện thoại đây, bà mới quen thuộc đây chứ. Mới xài điện thoại? Dạ. Xài lâu chưa anh? Dạ, mới khoảng chừng năm nay. Một năm nay rồi. Dạ. Còn trước đây là không xài điện thoại? Dạ. Anh và vợ anh trước đây, trước cái thời điểm mà mất liên lạc với nhau mà vợ bỏ chồng, bỏ con là đi ấy, là trước đây là vợ chồng anh làm công việc gì ạ? Dạ, em bằng hầu không, còn bà xã bà bị bệnh khối u não đó, bà không có làm gì được chứ, bà không à. Ôi trời. Rồi bà bị giật hàng tháng hoài, bà mới bớt giật khoảng chừng 6-7 tháng nay đó. Bớt cái nào là đi? Dạ. Anh và vợ mình được mấy người con rồi? Dạ, ba đứa. Con trai lớn nhất hoặc con gái lớn nhất của anh, con đầu nhiêu tuổi? Con thằng trai lớn nhất năm nay 24 rồi. Có vợ có con chưa anh? Dạ, thằng đó chưa có vợ. Còn thằng thứ ba năm nay 20 tuổi, nó có vợ, có cháu nội năm nay 3 tuổi rồi. Trời ơi, vợ sớm vậy hả? Dạ. Còn đây là bé út ha? Dạ, bé út. Các con của anh hiện nay, kể cả bé nhỏ nhất đến con trưởng thành, con lớn nhất của anh, hiện nay có biết mẹ đi với quen trên mạng xã hội mà quen với người đàn ông khác không? Dạ, biết. Biết là các con của anh khuyên gì không? Dạ, khuyên mà mẹ chặn điện thoại chứ không có liên không lạc cho được. Liên hệ với dạ. Mẹ con không liên lạc dạ. Được cũng như bây giờ bà đi đâu giờ cũng nói chung giờ mình chỉ biết gì thôi ở dưới bên kia, nhưng mà bên kia bây giờ nó khi nó có chặn điện thoại không ơi chặn hết hôm này kia đâu không biết, nhưng mà bây giờ liên lạc không được, chỉ có em nhờ bên mấy anh hiệp sĩ tìm giùm em thôi chứ. Dạ, có cái là đến giờ phút này anh chắc chắn là dạ. Khẳng định mình vợ mình quen trên TikTok mà dạ. Quen một người đàn ông khác dạ. Mà bỏ chồng bỏ con đi nửa đêm dạ. Đúng không ạ? Dạ. Dạ.
trước khi vợ anh bỏ đi là anh có thấy có dấu hiệu gì bất thường không? Lúc đó bà cũng có như chuẩn bị, có sự chuẩn bị không? Chắc có sự chuẩn bị trước, tại vì bà em mới kêu em đi về dưới lấy đồ, lên cho bà về quê lấy đồ á. Giờ lên là em bữa chủ nhật em lên là phát hiện là bà bỏ đi nửa đêm mà dắt một từ giờ. Bình Dương vợ anh xúi anh về quê. Dạ. Đồng Tháp đúng không? Dạ. Để về cầm đồ lên Bình Dương. Dạ. Mà chậm anh về Đồng Tháp là mấy ngày? Có ngày một ngày, mà cũng như chiều thứ bảy em về là bắt đầu cái em lấy đồ, là sáng thứ ba chủ nhật em chạy lên liền. Cũng như hôm nay là thứ bảy đây nè. Dạ. Ngày mai chủ nhật. Dạ. Sáng nay anh đi, chiều mai anh quay lại. Dạ. Là quay lại không thấy vợ đâu. Dạ. Quay lại anh có gọi điện được cho vợ anh không? Không, không gọi được. Không gọi điện được luôn. Dạ. Đến lúc bây giờ anh đã phát hiện là vợ mình ngoại tình đi với người khác chưa? Dạ biết. Biết luôn hả? Dạ. Mình biết là biết trước không hay là đến lúc đó mình mới phát hiện ra? Lúc đó bà đi rồi bà ở nhà trọ cũng gần đó, nhưng mà bà không có, không biết bà là đi với ai. Nhưng mà bây giờ cái thằng đó nó công đăng lên trên, nó đăng lên TikTok chung này kia đồ đó. Là quay nó, chung luôn, chụp hình chung. Chung. Dạ. Giờ bây giờ nó thách đấu gì, nó ấy này kia đồ. Thách đấu quay, cụ thể nó quay anh? Đâu? Nó quay lên TikTok, nó quay lên cộng đồng mạng, nó quay ra luôn. Giờ là có là ra mặt luôn? Dạ, ra mặt luôn. Vợ anh từ hôm đi giờ phút này có gọi điện cho anh cũng như cho gia đình hoặc các con của anh không? Ông chỉ có em gọi được vợ hai lần thôi, còn bằng không không gọi được. Gọi thì vợ anh chia sẻ làm sao? Em chỉ gọi kêu khuyên bà em có đi mặn đâu, em về thôi, về với anh tha thứ cho em hết tất cả, chứ anh không có gì với em hết trơn, không có dừng bỏ em hơi cái này cái kia đâu chân. Em có đi đâu em cứ về với anh. Còn là anh vẫn mong muốn là vợ quay trở về. Dạ. Nhưng mà vợ lại không về. Thực sự là rất thương. Vợ anh nhà bản thân là bị bệnh. Dạ, bị bệnh khối u não. Mà lại vẫn cứ kiểu cứ tư tưởng quen người đàn ông khác, kiểu ngoại tình. Dạ. Như này thực sự là rất căng thẳng. Bây giờ thực sự là trong thời gian đến giờ phút này anh sợ sao anh biết là vợ mà có mối quan hệ khác ngoài luồng mà anh vẫn đi tìm là sao? Rồi lúc bỏ đi thì cũng không biết bỏ đi đâu. Rồi sau này nó quay lên chung đó, TikTok này kia rồi nó quay chung vô chung cho hai người vô chung đó, rồi em mới phát hiện em mới biết. Khi để mà anh xem được, anh phát hiện được vợ thực sự đã chụp hình chung với người khác và đông khác như vậy, anh thấy trong lòng sao? Em cũng đau xót lắm, mà em điện bỏ nói bỏ hô người đó nó cũng không được tốt này kia đâu đó, nó quay hình lén của em này kia đâu đó, rồi nó chụp lên nó đưa nó gửi qua cho anh. Rồi bây giờ em cứ về đi, rồi anh sẽ bỏ, anh tha thứ em hết tất cả, anh không có nghĩ tới chuyện đó nữa, coi như vợ chồng mình cái chấp nhận nó gì đi, chứ anh không có la dày hay này kia đâu nữa. Thì em cứ về lo cho các con này kia đâu, em chỉ phiền vậy. Vợ anh có trả lời không? Vợ em hù nó đi mặn chứ nó không có đi với ai. Vợ anh vẫn cãi như vậy. Dạ. Hầu như là đa số. Dạ. Em phải nói thật là đa số, mình không phải là nói đây để đụng chạm người nọ kia. Dạ. Nhưng đa số là khi nào bắt được quả tang này. Dạ. Đúng còn rồi. Là nếu không thì đa số là cãi hết. Dạ. Nhiều trường hợp về đây các anh em đây đã kiểm chứng rồi. Dạ. Các anh em đây là người ngoài cuộc nhưng dạ, biết rõ cái sự việc liệu người phụ nữ quay về hay không. Dạ. Dám chắc như vậy. Thế nhưng mà rất nhiều cánh đàn ông, các anh là nhiều khi còn thương yêu vợ. Dạ. Hoặc vì nhiều lý do cái cuộc sống hôn nhân có thể là liên quan con. Dạ. Cho nên là nhiều người biết vợ ngoại tình. Dạ. Đi với người đàn ông khác nhưng mà vẫn tìm kiếm, vẫn tha thiết bỏ qua cho vợ. Dạ. Nhưng mà nhiều người vợ về đây vẫn cãi xuyên xuyết. Dạ. Là hoàn toàn đi làm việc lương thiện. Dạ. Không có việc làm gì việc sai trái. Dạ. Với bản thân, với lương tâm cũng như với chồng, với con. Dạ. Nhưng thực sự là đó là đấy là chỉ là lời nói thôi. Dạ. Còn thực sự là anh em đã nhìn thấy hết sự việc. Yeah. Còn đây là cái câu chuyện là anh dám chắc là vợ đi ngoại tình với người đàn ông khác. Thì thực sự câu chuyện là rất đau lòng. Yeah. Đến giờ phút này trong tâm tư của anh đang suy nghĩ điều gì về vợ, về các con của anh? Nếu như vợ ngoại tình mà không về. Bây giờ em cũng không biết gì hơn. Giờ em chỉ mong muốn là tìm được vợ em về thôi, chứ em cũng không muốn gì, em cũng không có trách móc gì. Bây giờ cũng bà cũng bệnh hoạn rồi, nhiều khi em cũng không biết là bà trong đầu bà nghĩ cái gì.
Giờ cái như bà đi lần đầu nhiều khi rồi ấy là em bà xã cứ về đi rồi em sẽ tha thứ hết. Tha thứ à? Dạ. Bây giờ thì con của anh là hai người đã trưởng thành rồi, Dạ. còn duy nhất có một bé gái thôi. Dạ. Bé này cũng 10 tuổi rồi, Dạ. cũng đủ nhận thức, đủ hiểu biết rồi. Thế Giờ vì nó vậy không có học hành trơn, giờ nó không có nhớ mẹ. dạ. Nó cứ ban đêm ban hôm ngủ nó nhớ mẹ nó này kia rồi nó không mà nhưng mà nó không nói được. Anh có điều nào anh muốn chia sẻ trên thẳng thắn trên video này, anh gọi tên vợ anh, vợ anh nha, nói chuyện làm sao để vợ anh hiểu được cái câu chuyện và hiểu được cái tình cảm gia đình nó như thế nào, và hiểu được à anh thương vợ thương con đến chừng nào để vợ anh sớm phản hồi lại cho các anh em đội hiệp sĩ này Bình Dương, hoặc liên hệ cho gia đình để các anh em đây tìm một cách để tháo gỡ giúp anh. Thì em cũng thành thật là em cũng còn thương vợ em, giờ vợ em nó đã đi vậy thì bây giờ em cũng thật là kêu em ơi về đi với anh đi, về với các con cũng đang mong nhớ em chờ em, giờ em cứ bỏ qua đi rồi về với anh sẽ tha thứ em tất cả, anh không có nghĩ gì tới, giờ lo cho các con thôi. Nếu như bây giờ các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương mà tìm hiểu thông tin Dạ. vợ anh thực sự đang sống chung với người đàn ông mà theo anh miêu tả, Dạ. thì anh liệu có chấp nhận và anh có buông tha? Dạ em bây giờ em thương vợ em thì cái như em chấp nhận phù du qua tha thứ cho vợ em hết, vợ em đồng ý về với em. Mình vẫn chấp nhận đau thương, Dạ, chấp tha thứ nhận cho đau vợ thương. Dạ. để cho vợ quay về Dạ. để cùng để cái con có Dạ. mẹ, Dạ. đúng không ạ? Dạ. Anh có điều nào anh chia sẻ thẳng thắn cho vợ anh biết được? Hy vọng là vợ anh đang xem video này. Dạ. Em ơi em cứ về với anh đi, anh sẽ không nghĩ gì tới nữa đâu, giờ em đã lỡ em đi vậy em bệnh hoạn này kia đồ rồi anh cũng không có dạy em này kia đồ rồi Anh em nói cứ lớn về tiếng. với anh, Nói lớn tiếng, mình nói lớn tiếng. em cứ về với anh đi, anh tha thứ cho em tất cả hết, anh không có nghĩ ngợi gì tới em nữa đâu, em đi với người ta vậy là biết có sống được hay không, bây giờ em cứ về với anh với các con, anh sẽ tha thứ em tất cả hết, anh không có nghĩ ngợi gì nữa tất cả. Hiện nay mình có nhà riêng cho anh ở quê á. Về dưới quê thì có nhà riêng rồi, lên trên đây thì cũng mới bà vợ bà cho chỗ ở đó, giờ cũng mới cắt cái nhà lên nhà thiết nhà nhà tiền chế đó. Mới cắt chừng tháng là bà xã bà bỏ đi Trời ơi, đó. vậy là cuộc sống lẽ ra là rất hạnh phúc rồi, Dạ. đúng không ạ? Dạ. Lẽ là rất tốt đẹp rồi, mà Dạ. không hiểu lý do nguyên nhân nào đó, mà cái động lực nào mà để vợ anh từ bỏ gia đình, từ Dạ. bỏ chồng, bỏ con, bỏ cuộc sống, bỏ gia đình để đi tìm đi một cái hạnh phúc, một cái tương lai mới. Dạ. Thực sự rất đau lòng mà. Trong thời gian vừa rồi, rất nhiều các chị em phụ nữ chưa quen trên mạng xã hội, khi nhiều gia đình, nhiều người chồng thương vợ, mua cho vợ điện thoại mới, Dạ. vợ lên mạng là đã là chỉ trong một thời gian ngắn là sập bẫy rồi, là bị lừa rồi, bị những người đàn ông khác dụ dỗ rồi. Có nhiều người bỏ chồng bỏ con để đi theo những người nhân tình. Anh có điều nào anh muốn chia sẻ thẳng thắn hơn trên cái video này? Hy vọng là cái người nhân tình của vợ anh xem video này hãy từ bỏ buông tha vợ anh ra để vợ anh có cơ hội để quay trở về cùng với chồng và các con của mình. Em bây giờ em cũng thành thật là em nói với người đang sống với vợ em, giờ vợ em nó cũng đang bệnh hoạn này kia đồ á, thì mong em mong anh tha thứ và mong anh buông vợ em ra cho trở về với em, chứ vợ em nó đã bệnh hoạn vậy là anh còn đang anh giữ bên mình vậy là cũng Anh nói lớn tiếng, nói lớn tiếng. ở bệnh mà anh còn giữ bên mình vậy là anh cũng không có được gì đâu, tại vì bà đang bệnh Cái em buồn. có sự thật là em thương bà thật lòng không, thương bà thật lòng Thương chứ. là một cái gánh nặng. Dạ, thương Vì là một vợ cái anh, gánh bản nặng. thân vợ anh bây giờ Dạ. là rất yếu, Dạ. đúng không ạ? Dạ. Ở trước đây vợ chồng anh là có yêu nhau không? Dạ thương Ngày mà quen nhau. nhau này có yêu nhau hay mới cưới hay sao? Dạ thương quen nhau từ hồi 18 tuổi tới bây giờ luôn. Ồ Hai mươi trời. mấy năm rồi, 24, 25 năm rồi. Vậy là thời gian quá dài để đủ Dạ. hiểu nhau rồi. Dạ. Anh với vợ là có đăng ký kết hôn hay là Dạ chỉ không? có giấy kết Có. hôn hẳn hoi đàng hoàng. Có đây đăng ký. Dạ. Hiện nay gia đình vợ anh có biết là vợ anh bỏ đi không? Dạ bên bà vợ đây biết hết trơn. Mọi người có tìm giúp anh không? Và bên bên là vợ thì không có tìm.
có động viên an ủi gia đình anh không, anh và các con không? Có động viên, nó đi đâu nó vài bữa nó về cái gì, cái bà chỉ nói gì thôi. À, nó đi đâu vài bữa nó về. Dạ. Là mẹ chỉ nói gọi là nói bâng cua vậy thôi. Dạ. Nói việc nói chuyện như vậy nó không trọng tâm, không cụ thể, đúng không ạ? Không có một lời khuyên nào chính đáng mà gọi là tốt đẹp để dành cho anh. Lẽ ra ví dụ có một lời khuyên nào chân thành dành cho anh, hoặc là chia sẻ động viên an ủi cho anh, đúng không ạ? Thì anh bớt đi. Nhưng đây nói như vậy để nó thật là cũng cái câu của mẹ anh nói như vậy là mình cũng cần phải suy nghĩ nhiều ha. Rồi, cảm ơn cái cuộc chia sẻ của anh. Rồi bé gái, con cho chú hỏi con họ tên là gì? Con nói to lên. Phạm Đình Đình. À, Đình Đình, đúng không? Con mấy tuổi rồi? Con 10 tuổi. Con học giỏi không con? Học giỏi. Hôm nay con có đi học không? Không. Sao con không học? Ba con không có đăng ký học. Hả? Ba con không có đăng ký học. Vậy con nghỉ học lâu chưa? Lâu rồi. Nghỉ lâu là bao giờ? Lúc từ dưới quê lên đây á. Lâu chưa? Khoảng chừng 3 tháng 4 tháng nay à. Trời ơi, tại sao vì lại đang học ở bên mình Đồng Nai á, rồi cái bà vợ bà rồi mới về bên bà vợ các nhà bên đây nè, rồi mới chuyển về đây, giờ đâu có nhập. Sao không cho con học đi, học này là nhỡ mất 1 năm rồi. Dạ, nó bị lỡ hết 1 năm rồi. Nhỡ 1 năm rồi. Dạ. Con có nhớ mẹ không? Nhớ. Nhớ nhiều không? Rồi, con nói chuyện đây, hy vọng là mẹ con đang xem đây, là hai cha con đang nói chuyện đó. Nhá, con nói đi. Con có những cái gì con cần nói chuyện với mẹ, con cứ chia sẻ đi. Nhá. Nói đi, tự con nói. Con nói chuyện làm sao cũng được. Con có thương mẹ, có nhớ mẹ thì con nói đi. Mẹ ơi, về với con đi. Nói to hơn con. Nói lớn tiếng đi. Mẹ ơi, về với con đi, con nhớ mẹ lắm. Con thương mẹ lắm, mẹ về với con, mẹ đừng bỏ con. Nói đi con. Con thương mẹ lắm, mẹ đừng có bỏ con. Con có mong mẹ về không? Mẹ đi cần đến ngày con có nhớ nhiều không? Hàng đêm con ngủ con có nhớ mẹ không? Trước đây con ngủ với ba hay ngủ với mẹ? Ngủ một mình. Ngủ một mình ha. Trước đây con có tâm sự trò chuyện hay mẹ có chia sẻ về gì với con không? Không. Không à. Mẹ có thường nói chuyện với con không? Không. Ít nè. Mẹ chơi điện thoại đúng không? Mẹ thường chơi điện thoại mình không nói chuyện đúng không? Đó, hiểu rồi. Vậy nói chuyện vậy là hiểu rồi. Hy vọng là chị gái xem được video này, hãy mau chóng quay trở về đoàn tụ cùng với chồng với con của mình đi. Bởi vì bây giờ tuổi xế chiều rồi, ngoài 40 thì bản thân chị đang mang một căn bệnh như vậy nữa. Thực sự là chị đi đâu đi chăng nữa cũng là chỉ say nắng say mưa thôi. Không ai là người thương chị thật lòng. Đây là một người chồng thực sự đích thực, dám đến đây, dám công khai là công bố vợ mình đi với người đàn ông khác mà vẫn chấp nhận buông tha thứ cho vợ mình. Đó là một người đàn ông chắc chắn là rất khó kiếm ở trên xã hội này. Hy vọng là chị gái xem video sớm liên hệ cho đội hiệp sĩ Quân Hải Bình Dương theo số điện thoại là 0913 785858, hoặc có thắc mắc gì cứ liên hệ cho các anh em trong đội. Anh em này sẽ hỗ trợ chị, muốn giúp chị bằng mọi hình thức để cho quan trọng nhất là chị quay trở về. Nếu chị không sống nữa thì cùng với con, với chồng mình nữa thì chị cũng phải lên tiếng. Hoặc các cô chú, anh chị và các bạn, là mọi người trên tất cả các trang mạng xã hội xem được video đội hiệp sĩ Quân Hải Bình Dương đăng tải này, nếu biết thông tin gì về chị gái này thì hãy liên hệ cho các anh em trong đội, nhắn tin hoặc điện thoại cho các anh em, giúp anh em hàn gắn, kết nối lại một cái cuộc tình này. Câu chuyện này còn rất dài, có lẽ là rất phức tạp. Trong những ngày vừa qua thì công Trần cùng với anh Nguyễn Anh Hải cùng với các anh em trong đội tiếp cận và tìm kiếm giúp đỡ vô vàn các trường hợp đã quay trở về đoàn tụ cùng với chồng với con, mẹ tìm con tìm mẹ, vợ tìm chồng. Hy vọng câu chuyện này, cuộc tình này, trong cái cuộc tìm kiếm mà hai cha con từ miền Tây về Bình Dương, cuộc tìm kiếm này sẽ thành công trong thời gian tới sớm nhất. Anh và con gái của anh còn điều gì muốn chia sẻ trên video này không? Mời anh. Bây giờ em có không biết nói gì hơn. Giờ thì em chỉ mong bà xã đi đâu thì cũng bây giờ cũng về với anh sẽ không, anh sẽ tha thứ hết tất cả. Chỉ mong muốn là về lo cho các con thôi, chứ anh không có nghĩ gì hết. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Con gái, con còn điều gì muốn chia sẻ cho mẹ con không? Để mẹ con nghe không? Con nói đi. Con còn điều gì con muốn nói, sắp về rồi, sắp về quê rồi. Con gái nói đấy, con có thương mẹ không? Thương, con nói đi. Con nói. Chuyện đi.
Rồi. Con không biết con. Ừ, thôi được rồi, chú hiểu rồi. Cái video hôm nay á, là hai cha con từ miền Tây, mình là tỉnh nào nhỉ? Dạ, tỉnh Đồng Tháp. Đồng Tháp ha. Dạ. Về Bình Dương là nhờ các anh em hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương đăng tải này. Dạ. Là có đúng sự thật không? Dạ đúng. Nếu sai? Đúng. Nếu sai thì sao? Sai đâu có gì đâu. Không nếu sai gì. Mình hoàn toàn chịu trách nhiệm, mình có đồng ý không? Dạ. Nếu đồng ý anh em sẽ đăng tải, không đồng ý anh em sẽ không giúp. Nếu sai hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nha. Dạ. Đây là tự nguyện đúng không? Dạ. Có tự nguyện không? Dạ tự nguyện. Anh em không ép buộc. Dạ. Đúng không? Dạ. Anh em giúp miễn phí giúp không? Dạ. Đăng tải mất nhiều công sức thời gian tìm kiếm thông tin giúp vợ anh hoặc tất cả các trường hợp khác. Dạ. Còn nếu thông tin không đúng sự thật thì anh em không có đăng tải. Dạ. Nha, hy vọng là gia đình mình tự giác tự nguyện, bởi vì anh em này không đủ thời gian công sức để đi xác minh từng gia đình một. Dạ. Bởi một ngày tiếp hàng trăm trường hợp. Dạ. Nha. Thay vì vậy nếu mà sai là mình phải chịu ha. Dạ. Có đồng ý không? Dạ. Rồi đồng ý anh em ghi hình nha. Dạ. Dạ. Rồi ok. Rồi công Trần cũng thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin chân thành cảm ơn cuộc chia sẻ của hai cha con. Trong thời gian vừa rồi thì phải nói rất nhiều các gia đình đã thành công rồi. Hy vọng cái video này tiếp tục là một sự lan tỏa của các cô chú, anh chị ở trên tất cả mọi miền Tổ quốc. Hãy theo dõi đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương đăng tải giúp đời, giúp người. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.